Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, vậy là ở phần 1 chúng ta đã biết được sự khăng khít của nhóm bạn giữa Tuấn, Hiếu và Mai. Và những dữ kiện mà tác giả Thanh Nga đã cho chúng ta biết là có một vong hồn nữ đang bám theo Tuấn cũng như là Hiếu. Có một điều khá tiếc nuối ở phần 1 đó chính là Tuấn đã được thiên cơ tiết lộ mà Tuấn không hề mảy may. Đó là việc được một thầy Pháp già mách nước và ngỏ ý giúp tháo gỡ vận hạn này nhưng Tuấn đã bỏ ngoài tai. Thực đúng là có duyên tương phùng nhưng chưa có nghiệp trùng bước. Ở phần 2 này với đoàn dã ngoại mà Hiếu và Mai đã đi cùng để chụp hình và make up thì liệu rằng có an toàn hay không? Và việc có nhân ảnh người con gái tóc xóa ngồi sau xe của Tuấn lúc rời khỏi trung tâm, người ấy là ai? Mời quý anh chị em cùng đón nghe phần kết dị chuyện được mang tựa đề Âm hồn Na Lan. Ngay bây giờ, dị chuyện xin phép được bắt đầu. Tuấn sỏ vội đôi giày rồi bước xuống tầng 1 của trung tâm. Sau rồi một hồi kiểm tra mọi thứ cẩn thận, Tuấn sập cánh cửa cuốn rồi nhanh chóng leo lên chiếc SH phóng đi. Mọi thứ trở nên yên tĩnh khi chiếc xe đã nhỏ dần từ phía đằng xa. Nhưng Tuấn không hề hay biết được rằng lúc anh và chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì có một bóng trắng đang lờ mờ vất vưởng ở ngay phía sau yên xe của mình. "Ê, cô Tư, cho cháu bắt bún bò nhé." "Ê, thằng Tuấn đây hả? Khai trường thế nào rồi? Có ổn hay không?" <laughs> "Dạ mọi thứ rất tốt của ạ. Lát ăn xong, cháu lấy thêm một tô mang về nhé. Dự là đêm nay cháu phải xuyên luôn đêm đấy của ạ." Lũ thanh niên chúng mày, đừng có mà ỉ trẻ mà coi thường sức khỏe đấy nha thức đêm nhiều, có ngày sinh bệnh ra đấy. Việc nhiều mới phải thức cô ạ, bọn cháu thức quen rồi mà. Hết nói nổi với tội chúng mày đấy, làm gì thì làm, nhưng mà nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt đấy nhá. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Nhận tô bún bò ở trên tay của cô Tư, Tuấn ăn như là bị bỏ đói lâu ngày. Từ lúc rời khỏi trung tâm, Tuấn chạy bột mạch qua quán bún bò của cô Tư ở ngay đầu ngõ rẽ vào nhà của mình. Đây cũng là quán quen mà Tuấn thường xuyên ăn những lúc về muộn hay những lúc nhậu nhẹt với bạn bè. Chưa được 10 phút, bát bún bò đã hết sạch. Tuấn rót một cốc nước chè vừa uống vừa nhầm tính cho những công việc sẽ làm trong đêm nay. Sau hớp nước cuối cùng, Tuấn gọi thanh toán rồi quay trở về nhà. Tuấn ở một mình trong căn nhà hai tầng, tuy không có diện tích rộng rãi, nhưng những thành viên thì chỉ có một mình anh. Bố mẹ thì chị ở quê, cho nên cũng rất thoải mái trong việc sinh hoạt. Tuấn khóa cổng, cất xe cẩn thận, rồi leo lên trên phòng tắm. Sau cả ngày sắp xếp công việc, Tuấn mệt mỏi cởi hết quần áo, rồi thả mình vào dòng nước dưới vòi hoa sen. Cái cảm giác mát lạnh khiến cho Tuấn nhắm nghiền đôi mắt, miệng thì ngân nga bài nhạc trẻ đang thịnh hành. Sau 20 phút tận hưởng cái cảm giác dễ chịu trong nhà tắm, Tuấn bước ra rồi đến ngay chiếc túi đang treo trên móc lấy chiếc USB ảnh mà Hiếu đã đưa cho anh. Anh cắm vào máy tính rồi thao tác rất nhanh mở thư mục chứa ảnh ra để xem. Ai, à, nhiều ảnh phết đi nhỉ? Tuấn lẩm bẩm xong câu nói đó rồi đi qua bên tủ lấy gói cà phê chuẩn bị cho một đêm thức trắng của mình. Ly cà phê nóng hổi bốc hương thơm ngào ngạt. Tuấn ghé mũi hít một cái đầy thỏa mãn rồi tiến đến bàn làm việc. Tuấn chuyển từng bức ảnh một rồi chọn lựa một cách cẩn thận. Tất cả mọi khoảnh khắc từ trong ra ngoài đều được Hiếu chụp một cách không có sót bất kỳ một góc cạnh nào hết. Tuấn lướt nhanh bỏ qua những bức ảnh anh cho là không cần thiết. Đang lướt qua từng bức ảnh, chợt Tuấn bỗng dừng lại rồi nhìn chăm chăm vào một bức ảnh tập thể. Tuấn dùng con chuột sao chép tấm ảnh sang một thư mục khác. Tấm nào đẹp đều được tuấn cho sang một phân vùng riêng biệt để chỉnh sửa một tiếng cách đã vang lên tuấn phóng to bức ảnh rồi kéo sang các hướng khác nhau để mà xem xét tấm hình tập thể này đẹp ghê tuấn vừa kéo vừa lẩm nhẩm tên từng người đang thao tác giữa chừng thì chợt tuấn đã giật bắn mình ngả người ra phía đằng sau làm suýt chút nữa thì lộn nhào ra khỏi ghế chính cái lúc tuấn đang nhìn chăm chăm vào bức ảnh và điểm tên từng người thì ở giữa Tuấn và Kiên đang đứng xuất hiện một khuôn mặt của một cô gái trẻ đang nhìn chăm chăm về phía trước. Khuôn mặt của cô ta trắng bệt, tóc thì thả xuống phù kín cả hai bên tai. Tuấn sợ hãi lắp bắp. À, cô, cô, cô ta, sợ, sao, sao lại là cô ta? Tuấn sợ hãi vội vàng tắt ngay bức ảnh đang xem giờ. Anh vội vã đưa tay miết qua chán như lau mồ hôi rồi hít một hơi thật sâu để định thần lại tuấn run run bàn tay cầm lấy con chuột máy tính anh lấy hết can đảm mở lại bức ảnh đó một lần nữa để xác nhận đôi mắt của mình có nhầm hay không tuấn nhấp đúp bức ảnh được mở lên anh run run nhìn qua nhưng mà lạ thay khuôn mặt của cô gái lúc nãy không có còn ở đó nữa tuấn lấy tay dụi mắt nhưng chẳng thấy gì nữa chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này tuấn vừa nghĩ ở trong đầu như thế thì một tiếng động đã vang lên làm cho anh một lần nữa đã giật mình trong tai của Tuấn vang lên tiếng kim kít như có vật gì đó cao nhẹ vào thanh sắt. Tuấn cố gắng chấn tĩnh để lắng nghe xem xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Âm thanh đó càng lúc càng gần, Tuấn nghe được nó phát ra từ ban công, nhưng mà ngoài ban công trống trơn, không có gì cả. Cửa ra đó Tuấn cũng đã khóa kỹ càng, chẳng lẽ lại là ăn trộm? Không thể nào, Tuấn nghĩ trong đầu như vậy rồi nhón chân đi nhảy nhẹ qua bên góc tường với lấy thanh gỗ ở đó anh nép bên tường cẩn thận nhích từng chút một đến cánh cửa mở ra ban công chống ngực của tuấn đập thình thịch tay run run để lên nắm vặn khóa cửa âm thanh kìm kíp đó vẫn cứ vang lên mỗi lúc một to tuấn lấy hết can đảm mở tung cánh cửa một cái thì lạ thay âm thanh đó đã biến mất hẳn đi không gian trở nên yên tĩnh lạ thường như chưa hề có bất kỳ một điều gì xảy ra Tuấn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Trên tay phải vẫn cứ cầm năm năm khúc gỗ, nhưng cả cái ban công nhỏ hẹp vẫn cứ trống trơn, không có chút dấu hiệu của một người đột nhập. Tuấn thở phào, tiện tay ném luôn khúc gỗ ra ngoài ban công, rồi đóng cửa lại. Tiếng khóa cửa vang lên, Tuấn đứng như chơi trông, trầm ngâm rồi suy nghĩ. Ôi, không phải là mình hoa mắt đấy chứ, chắc chắn là có gì đó đang xảy ra. Nếu không nhìn gà hóa quốc, thì tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? Tại sao cứ luôn nhìn thấy cô ta mà không phải là ai khác? Tuấn ngồi sụp xuống dưới nền nhà, ôm đầu như một kẻ đã lên cơn đau đột xuất. Không chỉ riêng Tuấn, mà cho dù là bất kỳ ai đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ phải hoảng loạn. Một cô gái xuất hiện nhiều lần ngay trước mặt của mình, cái cách xuất hiện cũng như khuôn mặt đều rất quỷ dị. Hơn nữa, trong tiềm thức của Tuấn thì cô gái này đã chết vấn đề là nằm ở từ chết chẳng lẽ chẳng lẽ mình đã gặp ma hay sao tuấn càng nghĩ lại càng đau đầu anh chống tay từ từ đứng lên rồi đi lại bàn làm việc thấy ly cà phê tuấn vội vàng cầm lên làm một ngụm thật lớn rồi từ từ thở đều lấy lại bình tĩnh tuấn ngồi lại vào bàn máy tính anh mở lại thư mục ảnh trong usb rồi từ từ lật lên để xem lại và từ lúc này trở đi Tuấn không còn nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đó nữa. Sự yên tĩnh và an tâm đã trở lại trong Tuấn. Liếc nhìn đồng hồ, Tuấn đã thấy là 12 giờ kém. Anh đứng lên, lắc lắc cái hông rồi đi xuống dưới bếp. Mười phút sau, Tuấn đã bưng lên một tô bún bò mua về lúc nãy. Vừa nhai nhồm nhòm, Tuấn vừa di chuyển con trỏ để chọn ra tấm ảnh ưng ý nhất. Thời gian cứ thế trôi, cho đến 2 giờ sáng. Ly cà phê thực sự là phát huy được tác dụng của nó. Tuấn vẫn cứ tỉnh bơ và không có một chút buồn ngủ. Anh đứng dậy bê tô bún cùng cốc cà phê đã hết nhẵn từ bao giờ xuống dưới bồn rửa ở dưới bếp. Tuấn xả vòi đánh răng rửa mặt rồi quay lại chiếc máy tính. Đang chống cầm xem ảnh thì chợt Tuấn giật mình vì tiếng sủa của con chó bên nhà hàng xóm. Lúc đầu là từng tiếng sủa ngắt quãng rồi dần dần càng sủa liên hồi hơn giống như nó đang cố xua đuổi cái điều gì đó. Tuấn bực mình chửi thầm. Má nó chứ, đang yên đang lành, làm giật cả mình. Chắc lại bọn nào chơi bời về khuya thì bà. Tiếng sủa vẫn cứ vang lên inh ỏi và càng dồn dập hơn. Tuấn bực bội đứng lên, kéo tấm rèm sang một bên rồi mở cánh cửa sổ xem có chuyện gì. Nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, dưới cái ánh đèn mờ ảo từ cây đèn đường, Tuấn nhìn thấy có một cô gái áo trắng, tóc dài ngang lưng, đang đứng cúi mặt đứng ở đó. Tóc của cô ta phủ kín cả khuôn mặt, trông không có rõ dung nhan. Chống ngực của Tuấn lúc này thì đập thình thịch, có vẻ biết Tuấn đang nhìn mình. Cô ta từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra cái khuôn mặt, miệng thì nhếch lên cái nụ cười quỷ dị. Đồng thời lúc đó cánh tay của cô gái từ từ giơ lên rồi chỉ thẳng về phía của Tuấn quá sợ hãi, Tuấn đóng sầm cánh cửa lại, rồi ngồi nép sát vào vách tường thở dốc lên từng cơn. Tuấn lấy tay lên ôm ngực để cảm nhận nhịp tim của mình bây giờ đã không còn bình thường nữa mà đã phải diễn ra rất nhanh. Tuấn lắp bắp trong từng hơi thở vội vã. Không, không, cô ta, cô ta trở lại để báo thù. Tuấn chạy một mạch vào trong phòng đóng cửa kín mít. Lúc này tiếng sủa của con chó nhà bên đã ngưng bật. Nhưng không gian yên tĩnh lúc này lại làm cho Tuấn thêm sợ hãi. Tuấn vơ lấy cái chăn mỏng trùm lên trên người, rồi thu lưu ngồi ở góc giường, tay chân của Tuấn run lên bẩn bật. Tuấn rút điện thoại trong túi quần ra, rồi bấm số. Một lần, rồi hai lần đổ chuông, không có thấy ai bắt máy. Đến lần thứ ba thì một giọng ngái ngủ đầu dưới bên kia đã vang lên. Em nghe đây anh, có chuyện gì mà gọi muộn thế? Ngày mai tôi không tới trung tâm cậu thay tôi sắp xếp mọi thứ nha Tuấn nói với cái giọng run run như một người sốt rét anh có chuyện gì vậy em nghe giọng anh hình như không có được khỏe à? có cần em mang thuốc qua không à? à không cần đâu Tuấn dập mấy cái rụp trước sự bỡ ngỡ của cậu nhân viên đầu dây bên kia giờ Tuấn đã biết tất cả những sự việc xảy ra không phải là do mình hoa mắt mà chính là đã bị vong hồn đeo bám Tuấn vừa run vừa nhớ lại một sự việc nào đó đã xảy ra vào hai năm trước từng cảnh tượng đã tái hiện lại trong đầu của tuấn khiến cho tuấn không thể ngừng thở dốc giờ đây đối mặt với nỗi sợ tuấn cảm thấy hối hận về sự việc đã xảy ra năm đó nhưng sự việc đó là gì thì chỉ có tuấn mới rõ được chợt tuấn nhớ đến một người ông lão hôm đó đúng rồi hôm đó ông ta đã nói mình và thằng hiếu đã bị âm hồn đeo bám chẳng lẽ đó là sự thật sao Tuấn nhớ tới cách hành xử lúc đó của mình mà đã vô cùng hối hận. Nếu như mình đã nghe theo lời của ông ta, nếu như mình nhận lá bùa đó, nếu như, nếu như và nếu như. Nhưng mà đó chỉ là nếu thôi, giờ thì đã quá muộn. Tuấn ước chi bây giờ thời gian có trôi nhanh để trời mau sáng. Anh sợ bóng tối, sợ mọi tiếng động vang lên bên tai, sợ cánh cửa đó mở ra và đối diện với khuôn mặt của cô gái đó. Nỗi sợ trước đây chưa dứt, thì một lần nữa Tuấn đã lại phải chìm vào trong hoảng loạn. Trong cái không gian yên tĩnh phía ngoài, Tuấn lại nghe thấy tiếng kin kít lúc nãy vang lên. Nhưng không vang lên ở ban công nữa, mà âm thanh đó lại phát ra từ dưới phòng khách tầng 1. Vẫn như lúc trước, âm thanh đó mỗi lúc một gần hơn. Chỉ khác là đi kèm với âm thanh đó là những tiếng bước chân đang đi lên trên tầng. Tuấn cảm thấy có ai đó đang đi trong nhà mình, lạnh cả sống lưng. Anh lắng tai nghe, tiếng bước chân cùng với âm thanh đó đang lên đến tầng 2 và có vẻ đã sát với phòng của Tuấn. Tuấn run rẩy lẩm nhẩm đếm từng bước chân đang đi ở trên nền nhà, càng lúc càng gần với phòng của mình. Những tiếng nhịp tim của Tuấn đập mỗi lúc một nhanh. Anh co người lại lẩm nhẩm trong miệng như là khấn vái. Xin cô thả cho tôi. Xin cô tha cho tôi Tôi biết tôi sai rồi Tôi biết tôi sai rồi Tiếng bước chân cuối cùng Cũng đã vang lên ngay trước cửa phòng của Tuấn Rồi đã im bặt đi Tuấn lúc này kinh hãi tột độ Anh biết Anh biết có cái bóng người đó Đang đứng ngay ở phía bên ngoài phòng của mình Một cảm giác ớn lạnh đã bủa vây Tuấn co quắp người Rồi chắp hai tay cầu khấn Cánh cửa phòng của Tuấn lúc này vang lên tiếng dẹt dẹt như có ai đó dùng móng tay cào cấu vào Tiếng kèn kẹt, kẹt mỗi lúc một mạnh hơn Tuấn kéo chiếc chăn mỏng chùm kín mít Chiếc khăn rung lên theo từng nhịp run lẩy bẩy của anh Bỗng thanh âm đó im bặt đi Một tiếng cách khẽ đã vang lên như khóa đã được mở Tuấn cảm giác toàn cơ thể đông cứng lại Tiếng bước chân lại vang lên Và tiến gần hơn về phía của mình Tiếng cười the thé cùng giọng nói của một cô gái Đã vang lên bên tai của Tuấn đi với em anh nhé, anh thích em lắm mà. Tiếng nói vừa dứt, Tuấn cảm nhận qua lớp chân mỏng là một bàn tay lạnh buốt đang đặt lên vai của mình. Quá kinh hãi, Tuấn hét lên một tiếng rồi lăn ra đất bất tỉnh. Cùng thời điểm đó, tại căn nhà nhỏ thuộc một vùng dân tộc thiểu số ở vùng núi tây bắc, Na Lan. Na Lan Là cháu có phải không Nếu cháu về rồi Thì cho bà thấy cháu Bà thương cháu lắm Tiếng nói phát ra từ góc của căn nhà nhỏ Một bà lão tóc đã ngả bạc Dối mù đang bước từng bước lê tấm thân gầy guộc Và ốm yếu tiến về phía ban thờ Đang có ba nén nhang cháy dở Vừa bước đi Bà vừa lấy tay gạt những cái giọt nước mắt Đang giàn rũa trên khuôn mặt già nua và khắc khổ Nà Lan bà biết Bà biết cháu đang ở đây mà Bà nói trong từng tiếng nấc đầy đau thương và ất hận Vừa nói bà lão vừa đảo mắt xung quanh gian nhà nhỏ Như tìm kiếm thứ gì đó Rồi dường như tuyệt vọng Bà ngồi thụp xuống dưới nền nhà ôm đầu gào khóc Giữa bốn bề núi rừng tĩnh mịch Tiếng khóc đau thương của bà như hờn trách vang lên Làm không gian xung quanh trở nên u ám bỗng một luồng gió lạnh thấu xương từ đâu đã thổi tới làm bật tung cánh cửa mang theo từng chiếc lá khô bay vương vãi khắp nền nhà bà lão giật mình rồi vội vàng chống cánh tay gầy guộc đứng dậy vừa cố bước đi thật nhanh bà vừa nói làn, đà lan đà lan bước chân vừa đi qua cánh cửa bà vội vàng lấy hai tay để mà che lấy đôi mắt đang bị cơn gió lạnh buốt thổi hắt vào Đôi mắt đẫm lệ lúc này giờ đã trở nên khô khốc. Bà lấy tay dụi mắt rồi quay người định bước vào bên trong nhà thì chợt một tiếng nói vang lên như từ cõi u minh vọng về. Bọn chúng, bọn chúng phải trả giá, giữ lại kỷ vật mà cháu yêu quý nhất. Giọng nói thề lương ấy vừa dứt, gương mặt của bà đã lộ rõ vẻ vui mừng bà vội vã quay người lại rồi gào lớn nà lan nà lan cháu về thật rồi mặc cho cơn gió lạnh buốt đang thổi hắt vào mình bà không còn lấy tay che đi đôi mắt nữa bà đang cố gắng mở to đôi mắt nhất có thể để nhìn ra phía bên ngoài con đường đất dẫn vào nhà bởi ngoài đó đang có bóng một cô gái áo trắng đang nhìn bà mỉm cười lại đây lại đây với bà bà lão bước từng bước chậm rãi, dang hai tay phía trước như trực chờ để ôm chầm lấy người thân xa cách lâu năm, nhưng bóng của cô gái áo trắng vẫn cứ đứng đó mỉm cười rồi lắc đầu. Không, không, đừng đi, đừng đi. Như có một mãnh lực vô hình nào đó kìm hãm đôi chân bà lại, không có thể di chuyển được nữa, bà càng cố bước đi nhưng đôi chân không thể nào nhấc nổi hai bàn tay bà cố với về phía trước cố chạm đến bóng của cô gái áo trắng đó nhưng không thể nào làm được đôi mắt của bà một lần nữa đã ướt đẫm khi nhìn bóng của cô gái tan biến theo cơn gió lạnh không gian trở nên yên tĩnh như chưa có gì xảy ra bà lão lúc này thì đang quỳ sụp ở sân cơ thể rung lên theo tiếng nấc khe khẽ tội nghiệp cháu tôi bà lấy tay gạt nước mắt rồi bước từng bước mệt mỏi vào nhà đi đến bên chiếc giường cũ kỹ của mình bà kéo từ dưới gầm giường ra một chiếc hòm gỗ nhỏ rồi lấy tay phủi nhẹ lớp bụi mỏng bám trên đó nhìn cách bà nâng niu chiếc hòm gỗ cũng đã đủ thấy được đối với bà nó quan trọng như thế nào một tiếng cách đã khẽ vang lên chiếc hòm gỗ bật mở bà lão lấy trong đó ra một vật có hình thù như một cuốn sách nhỏ trang đầu tiên được mở đó là một album ảnh từng tấm ảnh chụp trong đó là một cô gái trẻ tóc dài đen bóng từng trang album được lật bà đưa tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt cô gái trẻ trong sự thương xót vô hạn từng trang được lật mở cho đến trang cuối cùng một tấm ảnh chụp bốn người gồm cô gái trẻ đó hiếu tuấn và tân chỉ là trong tấm hình này hiếu và cô gái đó đang nắm tay nhau đầy tình ý 9 giờ sáng ngày hôm sau, khi mọi người đang lao đầu vào công việc của ngày mới, thì trong một căn phòng nhỏ, có kẻ đang chùm chăn kín mít vừa rên vừa run lên bẩn bật như một người đang bị cảm hàn. Không, không, đừng qua đây, đừng qua đây. Người đàn ông hất tung tấm chăn ra khỏi người rồi hét lên kinh hãi. Cả cơ thể thụt lùi thật nhanh vào trong góc giường. Đôi mắt lấm lét chứa đầy vẻ sợ hãi của anh đã đào khắp căn phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng trước sự dò xét của anh ta, căn phòng vẫn cứ như thế, yên tĩnh như chưa hề có sự khác thường nào xảy ra. Anh lấy tay chạm lên từng nơi trên cơ thể mình, rồi lấy sức tát một cái lên mặt. Khi cơn đau ập đến, anh mới xác nhận mình đang hoàn toàn trở về với thực tại, vừa thở dốc từng cơn, anh vừa nói, "Vừa rồi, vừa rồi chỉ là giấc mơ." Sau khi đã định thần lại, anh hít một hơi thật sâu rồi chụp lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Đã 9 giờ rồi, anh nhắm mắt nhớ lại sự việc đáng sợ đêm qua, rồi vội vàng lao xuống dưới giường, mặc quần áo, sau đó vội vã leo lên xe phóng đi. Người đàn ông này không ai khác chính là Tuấn. Trên chiếc xe SH của mình, Tuấn phóng một mạch đến quán cà phê cách nhà không xa. Sau những sự việc đã xảy ra từ đêm qua đến giờ, Tuấn cần lấy lại sự tỉnh táo và đến những nơi có người qua lại nhất có thể vì anh sợ, sợ cảm giác một mình và những sự việc ghê sợ đó lại xuất hiện. Tuấn dừng xe ở quán cà phê rồi lao thẳng đến bồn rửa mặt dành cho khách gần đó, vốc từng đợt nước hắt lên trên khuôn mặt của mình. Khi đã bình tâm trở lại, Tuấn chọn một bàn rồi ngồi xuống, vẫy tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ cho mình một ly cà phê pha đặc. Ngồi tựa lưng vào ghế, Tuấn tự nhủ với bản thân tạm thời sẽ không ở lại căn nhà của mình nữa. đang trầm ngâm suy nghĩ, chợt chuông điện thoại đã reo lên làm cho Tuấn giật thoát mình. liếc qua màn hình điện thoại thì thấy người gọi đến là Hiếu. Tuấn vừa chấp nhận cuộc gọi đã nghe thấy tiếng của Hiếu nói như hét vào trong tai. cái thằng khỉ kia xảy ra chuyện gì? mà tao nghe mấy đứa nhân viên bảo mày hôm qua không tới trung tâm vậy chứ? không có gì, tao thức khuya quá nên mệt mà thôi. nói thật đi xem nào, có chuyện gì? Mấy đứa kia bảo mày gọi cả đêm Giọng nói thì có phần hoảng loạn đấy Tao nói dối mày làm gì chứ Không có chuyện gì là không có chuyện gì Có gì tao sẽ alo sau nhé Này, này Hiếu chưa nói hết câu thì Tuấn đã dập máy Anh thầm nghĩ không nên nói ra những sự việc xảy ra hôm qua cho thằng bạn thân mình biết Trung tâm mới mở cửa đã có khách Một điều tốt như vậy không nên để thằng Hiếu phải phân tâm Dù anh biết cô gái đó có một mối liên hệ mật thiết đối với mình hiếu và cả thằng tân nữa trong đầu vừa nghĩ tới tân tuấn há hốc miệng như vừa nghĩ ra một điều gì đó anh lắp bắt cái chết của thằng tân rồi hành động kỳ lạ của người yêu nó khi nhắc đến cô gái tóc dài à, chẳng lẽ chẳng lẽ cũng cũng là là cô ta ư hai tay của tuấn ôm lấy đầu không 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 thể nào nghĩ tới giả thiết của mình lúc này nếu đúng là sự thực thì chẳng phải chính mình và thằng Hiếu đang gặp phải nguy hiểm hay sao? Không được, phải gọi ngay cho thằng Hiếu. Công việc không làm trước thì làm sao? Giờ phải tìm cách giải quyết vấn đề này trước mắt đã. Thưa anh, cà phê của anh gọi đây ạ. Giọng nói của nhân viên phục vụ kéo Tuấn trở lại với thực tại. Anh chỉ kịp nói hai từ cảm ơn rồi vội vàng rút điện thoại ra bấm số gọi. Tiếng nhạc chờ vang lên chưa được lâu, thì đã có tiếng Hiếu ở bên kia trả lời một cách châm chọc. Mày hay thật đấy nhỉ? Tao hỏi thì mày dập máy, giờ tao đang mất chân vân tay thì mày lại gọi, nói nhanh đi. Có gì nào? Tao xin lỗi. Mày đứng lánh ra chỗ vắng người cho tao nói chuyện chút có được không? Nghe thấy giọng điệu nghiêm trọng của Tuấn, Hiếu cũng không nói gì nữa, trong điện thoại chỉ vọng lại tiếng bước chân đang dẫm lên trên lá. Tao ra phía ngoài rồi, không có ai cả. Có chuyện gì thì mày nói đi. Tuấn làm một ngụm cà phê nóng, rồi kể lại hết chi tiết tất cả sự việc đã xảy ra từ lúc gặp ông thầy pháp cho tới tối ngày hôm qua. Trong quá trình kể lại, Tuấn vẫn không giấu nổi cái sự sợ hãi lẫn hoang mang. Đầu máy bên kia vẫn cứ im lặng cho đến khi Tuấn kết thúc câu chuyện. Mày hiểu ý tao rồi chứ? Tuấn làm thêm một ngụm cà phê, rồi hít một hơi thật sâu, rồi chờ phản ứng của Hiếu. Tao tin mày nói thật, nhưng mà tao thấy không hợp lý chút nào hết. Này nhá, nếu là cô ta thì thực sự là quá mê tín vì cô ta đã chết rồi. Thôi buổi này làm gì có ma quỷ. Hơn nữa nếu là thật thì tại sao chỉ có mày thấy mà tao thì lại không thấy chứ? Ờ, điều này tao thực sự không biết. Tuấn lưỡng lự rồi băn khoăn không biết giải thích như thế nào cho hợp lý. Thôi được rồi, đợi tao về rồi tính sau vậy. Giờ mày tới trung tâm đi, mới mở cửa, công việc đang nhiều, mày không ở đó đám nhân viên tao sợ không có ổn đâu tạm thời tao đang giao cho thằng Mạnh quán xuyến. Nó từng có kinh nghiệm rồi, cho nên không sao đâu. Giờ thực sự tao đang rất sợ hãi và căng thẳng. Tạm thời tao sẽ không về nhà hay qua trung tâm đâu. Hiếu nghe nói thế thì thở dài, vì anh cũng hiểu đây là hai nơi mà người bạn thân của mình đã thấy điều mà anh cho là mê tín và vô lý nhất. Không về thì mày ở đâu? Tao tính thuê nhà nghỉ, ở tạm ít ngày, đợi mày về rồi tìm cách. Ok, vậy cứ theo như mày Hiếu nói xong thì tắt máy. Tuấn mệt mỏi, ngả người ra sau tựa vào thành ghế, cảm giác thoải mái hơn chút vì nói ra được cho thằng bạn thân của mình biết những điều này. Ở phía bên Hiếu, vừa kết thúc cuộc gọi, anh lắc đầu thở dài, rồi vội vàng quay trở lại với công việc của mình. Khi Hiếu vừa mới rời đi, thì phía sau đống lá khô gần đó đang từ từ nhô lên một cái đầu, rồi dần dần hiện ra rõ là một đầu của một cô gái chỉ là mắt của cô gái này đã chảy ra hai dòng lệ đỏ như là máu. Trên chiếc xe SH của mình, Tuấn hết ngồi chỗ này rồi đến ngồi chỗ kia. Lâu lâu anh lại quay ra phía sau, như sợ có ai đó đang đứng nhìn mình, khuôn mặt thì lấm la lấm lét như vừa làm việc gì đó gian trá. Bây giờ đã là 17 giờ chiều, Tuấn vòng qua một khu phố khác, thuê một phòng trong nhà nghỉ với thời gian là một tuần. Vừa dắt chiếc xe vào bãi đỗ, Tuấn đã vội vàng cầm lấy túi đồ ăn mua sẵn đi một mạch lên trên phòng. Vừa bước vào, Tuấn đóng chặt tất cả mọi cánh cửa, bật sáng mọi bóng đèn có trong đó rồi nhanh chóng bước vào trong phòng tắm đã gần một ngày tuấn thèm cái cảm giác ngâm mình ở trong làn nước để tâm trạng được thoải mái và bớt đi phần nào nỗi lo sợ tắm rửa xong đâu đó tuấn bước ra vơ lấy chiếc điều khiển tv rồi mở một chương trình bất kỳ ở trên đó dù không thích xem nhưng chỉ cần gian phòng có tiếng ồn thì cũng bớt đi được phần nào sợ hãi tuấn mở túi đồ ăn rồi bắt đầu dùng bữa tối bữa tối mà anh không nghĩ mình phải ăn trong cái hoàn cảnh như thế này. Khi đã no bụng, nằm trên chiếc giường nệm êm, Tuấn đôi mắt như díu lại vì một ngày mệt mỏi. Anh thả lỏng cơ thể, rồi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào mà không hay. Không biết đã chợp mắt được bao lâu, Tuấn trăng tỉnh dậy, rồi ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh, như sợ có ai đó xuất hiện đột ngột trong phòng của mình. Khi thấy mọi thứ đều không có chút gì thay đổi, anh mới thở phào. Rồi lấy điện thoại ra xem giờ, lúc này cũng đã là 22 giờ 15 phút. Tuấn vươn mình, cảm thấy cơ thể đã thoải mái lên rất nhiều. Anh bước vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay lại giường. Trên TV vẫn đang chiếu phim, Tuấn vừa nằm vừa mở điện thoại ra xem tin tức, ngón tay đang lướt đọc từng trang báo thì đột nhiên có cuộc gọi đến là một số lạ. Tuấn lưỡng lự một lúc rồi chấp nhận cuộc gọi. Alo? Alo. Vẫn không có ai trả lời. Tuấn bực dọc nói lớn. "Này, ai đầu dây bên kia vậy? Trả lời đi chứ." Alo. Vẫn không có ai lên tiếng. Bực bội, Tuấn định tắt máy thì đúng lúc này, trong điện thoại vang lên tiếng gió rít, từng tiếng bước chân quen thuộc, kèm theo đó là âm thanh vang lên kim kít ở trong điện thoại của Tuấn. Tay cầm điện thoại đã bắt đầu run lên. Âm thanh này đúng là âm thanh tối ngày hôm qua, cái âm thanh ghê rợn mà Tuấn không bao giờ có thể quên được. vẫn áp điện thoại ở trên tay, Tuấn nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một mạnh hơn, rồi bất chợt dừng lại. tiếng gió rít và âm thanh kim kít đó cũng không có còn nghe thấy nữa. chưa kịp để cho Tuấn định thần lại, thì bên trong điện thoại anh lúc này đã vang lên tiếng cười khúc khích của một cô gái. quá hoảng sợ, Tuấn vội vứt chiếc điện thoại ra giường rồi liếc mắt nhìn qua. Cuộc gọi đã kết thúc, bàn tay run run, Tuấn từ từ tiến tới chiếc điện thoại, với lấy rồi nhanh chóng tắt nguồn, ngồi tựa lưng vào thành giường cho bình tâm trở lại. Khi cảm thấy cơ thể tự chủ được, Tuấn bước xuống giường, lấy chai nước lọc, thì đúng lúc này dị biến phát sinh. Điện cả ở trong căn phòng chớp nhánh liên tục. Âm thanh trên chiếc tivi thì kêu lên sèn sẹt, như một cuốn băng được tua đi tua lại liên hồi. Tuấn giật mình bước lùi lại phía sau, ánh điện trong căn phòng chớp mạnh hơn, rồi đột nhiên tắt ngấm, chỉ còn màn hình chiếc tivi vẫn đang phát ra tiếng lẹt xẹt khó nghe. Tuấn vội vàng cầm lấy chiếc điều khiển rồi bấm tắt, nhưng dù anh có bấm như thế nào đi chăng nữa, bấm bao nhiêu lần thì màn hình chiếc tivi vẫn cứ như cũ. Cảm giác điều đó không có ổn một chút nào hết. Tuấn định chạy lại rút phích cắm ổ điện thì màn hình tivi đã bình thường trở lại chỉ là một hình ảnh trên đó lúc này đã không còn là bộ phim nữa mà là hình ảnh của một cô gái một cô gái quần áo rách bươm giống như bị ai đó xé toạc ra đang treo cổ trên một cành cây lớn cả thân hình của cô gái cứ đang đung đưa theo làn gió nhẹ hai tay thì buông thõng đầu của cô ta cứ cúi gập xuống hướng xuống dưới đất mái tóc dài che kín cả khuôn mặt không có nhìn rõ dung nhan tuấn ngã ngửa ở trên nền nhà tay run run chỉ về phía màn hình tivi miệng thì lắp bắp khu, khu, khu cảnh này khu cảnh này không không xin xin tha cho tôi xin tha cho tôi từ chiếc tivi phát ra tiếng gió rít ghê rợn kèm theo đó là thân thể của cô gái bị ai đó treo cổ đang đung đưa theo từng nhịp tuấn cảm thấy cả cơ thể của mình trở nên lạnh toát nỗi sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm tuấn định vùng dậy bỏ chạy thì đúng lúc này Cô gái đang trao cổ từ từ ngẩng đầu lên Trừng mắt nhìn Tuấn Chiếc lưỡi vẫn đang thè ra thử miệng Quá khiếp hãi Tuấn hét lên một tiếng Rồi vùng dậy lao ra khỏi căn phòng Chạy một mạch xuống tận bãi để xe của nhà nghỉ Leo lên chiếc xe phóng đi Trước sự ngỡ ngàng của nhân viên bảo vệ Tuy đã hơn 22 giờ Nhưng đường thành phố lúc này Vẫn còn đang nhiều phương tiện qua lại Tuấn cứ chạy như thế Mà không biết sẽ đi đến đâu về đâu phải đến một lúc sau khi đã biết mình đã cách xa chỗ đó Tuấn mới dừng xe lại thở dốc rồi quan sát xung quanh lúc này Tuấn mới thực sự nhận ra mình đang đi vào giữa một ngõ vắng anh nhìn ngó xung quanh với cặp mắt sợ hãi khi thấy không có bất kỳ một điều gì bất thường Tuấn ngồi xuống tựa lưng vào cây cột điện gần đó rồi thở từng cơn nặng nhọc sao sao xương lại nhiều như thế này chứ chưa kịp định thần thì Tuấn đã phải đối diện với những sự việc kỳ quặc khác đã xảy đến. Nhìn làn sương mỗi lúc một nhiều, Tuấn cảm thấy bất an, vội vàng đứng dậy nhìn ngó xung quanh. Đầu ngõ và cuối ngõ đều lờ mờ không nhìn rõ. Tuấn vội vàng leo lên trên xe để đi ra khỏi nơi này, nhưng chưa kịp nổ máy, Tuấn cảm giác phía sau như có ai đó đang đứng nhìn mình chằm chằm. Một luồng gió lạnh thổi thấu xương đã thổi tới, khiến cho lưng của Tuấn lạnh buốt anh dùng mình rồi từ từ quay đầu nhìn lại phía sau của tuấn lờ mờ ẩn hiện trong cái làn sương mờ ảo là một cô gái áo trắng đang đứng nhìn tuấn nở nụ cười ma quái tuấn hoảng sợ té ngửa ra phía sau bò thụt lùi từng bước từng bước tuấn lắp bắp đừng đừng qua đây đừng qua đây cô gái đó vẫn cứ giữ nụ cười ma quái rồi từng bước từng bước tiến về phía của tuấn từng cái làn sương mỏng bay lờn vờn quanh bóng của cô gái khiến không gian xung quanh thập phần quỷ dị. Trong đời của Tuấn, chưa bao giờ anh cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Một mình phải đối diện với nỗi sợ hãi đeo bám. Tuấn hét lên một tiếng, rồi vùng dậy bỏ chạy. Vừa chạy, Tuấn vừa nói lâm dâm như cầu khấn. Tha cho tôi! Tha cho tôi! Tha cho tôi! Bỗng một tiếng bịch thật lớn đắp vang lên hất tuấn té ngã ra ngoài đường kèm theo đó là một lời nói đầy ý tứ phán xét vang lên này anh kia đi đứng cái kiểu gì vậy hả tuấn vội vàng bỏ dậy nhìn xung quanh không có còn thấy sương mù trong ngõ vắng ấy nữa mọi thứ hoàn toàn đã tĩnh lặng duy chỉ có chiếc xe của tuấn là vẫn còn nằm chồng chơ ở trong con ngõ nhỏ ấy này 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 anh có nghe tôi nói gì không hả làm gì mà chạy như ma đuổi vậy chứ? Đụng một người khác không biết mở cái miệng ra mà xin lỗi hay sao chứ? Nghe thấy tiếng người, Tuấn mới định thần lại, hóa ra là quá hoảng sợ mà đã chạy nên va phải người khác. Đối diện với Tuấn lúc này là một người đàn ông trung niên đang lấy tay phủi bụi vì cú va chạm vừa rồi. Ừ, "Tôi xin lỗi." "Xin lỗi thực sự xin lỗi à?" "Thôi thôi thôi, không có vấn đề gì, cho cả hai như vậy là được rồi. Va phải tôi chứ anh mà va phải vào xe thì không biết như thế nào đâu đấy nhá." "Mà này, có chuyện gì mà chạy như ma đuổi như thế hả? À? Tuấn nuốt nước bọt kể lại toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra. Người đàn ông kia nghe xong thì phá lên cười. Tuấn thấy thế thì bực mình lắm nhưng không thể làm gì hơn được. <laughs> nhìn cậu như vậy mà mang cái lá gan chuột nhắt nhé. <laughs> Tuấn không có nói gì. Chỉ đứng như trời trồng nhìn vào trong con ngõ nhỏ. Người đàn ông kia thấy vậy thì cũng không có cười nữa mà nói. Xe của cậu đó hả? Khuya rồi, cậu về mà nghỉ ngơi đi. Như cậu ấy, giống như là bị mất vía vậy. Tuấn nghe đến đây thì khá là tò mò, vội hỏi lại. Ờ, mất vía? Mất vía là sao hả chú? Ờ, thì tôi cũng không rõ lắm về tâm linh. Nhưng mà cậu mới thấy những thứ như thế gần đây hay là lâu rồi vậy? Dạ, cũng ba ngày gần đây cháu đều nhìn thấy và gặp cùng sự việc lạ lùng như vậy ạ. À. Người đàn ông trung niên kia trầm ngâm một lát rồi nói. Ừm... Uhm tôi biết gần đây có một ông thầy tâm linh rất giỏi, tôi chỉ nghe người ta đồn thôi, nhưng mà cậu cứ thử qua đó một lần đi, biết đâu lại giúp được cậu thì sao? Tuấn nghe thế thế thì đôi mắt sáng rực lên, giống như là sắp chìm lại vớ được phao, có chút hy vọng cũng phải thử. Tuấn vội vàng hỏi địa chỉ của ông thầy đó, thì người đàn ông kia nói, cậu lại đây tôi chỉ cho, nhà thầy ấy ở gần đây thôi. Theo hướng dẫn và hướng tay chỉ của người đàn ông ấy, Tuấn mới biết. Nhà ông thầy này chỉ gần đây chứ không có xa. Tuấn vội vàng cúi đầu cảm ơn, rồi chợt lấy tay gãi gãi đầu. "Ờ à, ch chú chú đi cùng cháu đi vào trong ngõ để để cháu lấy xe được không ạ? Ờ à, ch 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 cháu cháu sợ lắm." Người đàn ông Trung Niên lại phá lên cười, rồi dẫn Tuấn vào lấy chiếc xe đang nằm chỏng chơ ở trong con ngõ đó. Trong một con hẻm nhỏ có căn nhà cấp 4 trông khá là tồi tàn, tường vách đã thủng lở ra từng mảng lớn. Đứng từ bên ngoài trông vào, chắc đều người ta thấy chú ý nhất, đó chính là bên trong căn nhà được thắp sáng bởi những bóng đèn thờ mờ mờ ảo ảo với hương khói nghi ngút tỏa bay. Tuấn theo chỉ dẫn của người đàn ông nọ đã tìm đến trước cổng nhà của ông thầy, nhưng không biết phải làm thế nào để mà vào gặp, vì nhìn vào trong ấy, Tuấn cảm giác được có điều gì đó cứ dần dần thâm u. Đang đi qua đi lại với cái dáng vẻ băn khoăn thì chợt có tiếng nói đã vang lên làm cho Tuấn giật mình. Ai ở ngoài kia vậy? Cần gì thì cứ đẩy cửa đi vào đi. Tiếng nói phát ra là của một ông lão chạc tầm 70 tuổi. Tuấn đã vội vàng dắt xe rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cổng đã hoen gì đi vào. Tuấn chống nhẹ cái xe để tránh gây ra tiếng động dù là nhỏ nhất có thể rồi cung kính đứng trước nhà mà chờ đợi. Một tiếng két đã vang lên, cánh cửa gỗ mục mở ra, tiếng của ông lão vang lên. Cậu đi vào đây đi. Tuấn cúi đầu nhẹ nhàng bước vào, nhưng khi nhìn thấy diện mạo của ông thầy thì Tuấn bỗng giật mình lùi lại ra phía đằng sau. Anh lắp bà lắp bắp là, 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 là ông. Đúng vậy. Trước mắt của Tuấn là ông thầy trước đây đã bị Tuấn đuổi đi không có thương tiếc. Chỉ là bây giờ hoàn cảnh gặp gỡ của hai người lại vô cùng trái ngược nhau. Ông lão vẫn không có nói gì hay tỏ vẻ bất ngờ mà từ tốn mời Tuấn ngồi xuống tấm chiếu cũ đã được trải sẵn ở trên nền nhà. Tuấn hối hận vì những gì đã xảy ra trước đó nên không có nói gì được một lúc thì ông lão đã lên tiếng cậu qua đây tìm tôi có việc gì vậy tuấn cúi đầu cháu ch 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 xin lỗi vì, vì trước đó đã, đã không phải với ông ạ à. rồi anh từ từ kể lại cho ông lão nghe toàn bộ cái sự việc đã xảy ra ông lão nghe xong câu chuyện ấy thì nhíu mày rồi nhìn tuấn nói cậu còn nhớ tôi đã nói gì không nếu có dịp gặp lại lúc đó tôi sẽ không thể cứu được cậu nữa rồi tuấn nghe vậy thì vội vàng dập đầu trước ông lão dạ cháu xin ông cháu xin ông ạ à, dạ hết bao nhiêu tiền cháu cũng xin đáp ứng ạ à? ông lão nghe vậy thì lắc đầu tôi đã nói với cậu trước đó rồi tôi không làm vì tiền chỉ là oán khí của âm hồn theo các cậu bây giờ đã quá nặng rồi. Tôi cũng đã vô phương rồi. Giờ tôi chỉ khuyên các cậu một điều là trên đời này luôn luôn tồn tại nhân quả báo ứng. Hãy sám hối tội lỗi của các cậu đã gây ra đi. Tuấn nghe ông lão nói xong thì nhận ra được giờ đây mọi hy vọng đều đã bị dập tắt. Anh lảo đảo đứng dậy, cúi đầu chào ông lão rồi lặng lẽ bước ra bên ngoài. Nhìn chiếc xe của Tuấn khuất dạng, ông lão lắc đầu thở dài rồi bước vào bên trong. Cánh cửa gỗ từ từ được khép lại. Tuấn chạy xe vô thức ở trên đường, suy nghĩ về tất cả mọi thứ, như một người mất hồn cho đến khi tiếng còi xe tải phía sau làm cho Tuấn bừng tỉnh anh vội vàng lui xe vào lề đường rồi lấy hai tay xoa lên trên mặt mong tìm được một chút tỉnh táo nhất đi đâu bây giờ chẳng lẽ cứ lang thang cho đến khi trời sáng đúng rồi anh kiên gọi điện xin anh ấy ngủ nhờ một đêm chắc không sao nhưng có nên nói với anh ấy tất cả mọi chuyện hay không nhưng mà nếu nói ra thì bí mật về tấm ảnh đó ờ mà thôi cứ xin anh ấy ở nhờ một đêm đã nghĩ trong đầu là thế, Tuấn rút điện thoại rồi mở nguồn, bấm số máy kiên và gọi. Phải gọi đến cuộc thứ năm thì mới thấy kiên bắt máy trong giọng ngái ngủ. Ờ, sao thế Tuấn, sao gọi anh vào giờ này vậy chứ? Tuấn thấy kiên đã bắt máy thì mừng rỡ. Anh, anh cho em ngủ nhờ một đêm được không ạ? À? Ngày mai em sẽ giải thích anh sau ạ. À? Đầu máy bên kia đã im lặng một lúc rồi kiên lên tiếng em qua đi. Lúc nào qua thì gọi cho anh để anh ra mở cửa nhé. Tuấn vâng dạ dối rít rồi rồ ga phóng đi. Từ đây đến nhà của anh Kiên, chắc mất tầm 30 phút. Tuấn sẽ cố gắng chạy nhanh nhất có thể để mong đến càng sớm càng tốt. Tiết trời mùa thu về khuya xe xe lạnh. Tuấn vừa lái xe vừa lầm nhầm giai điệu một bài hát đang rất thịnh hành để mong giảm đi cái sự hoang mang ở trong lòng. Đi được nửa đường, bất chợt tuấn cảm thấy có điều gì đó không đúng rõ ràng tuấn chỉ đi có một mình nhưng cảm giác từ đôi tay đang lái cho thấy dường như có ai đó đang ngồi phía sau xe của mình theo phản xạ ý nghĩ tuấn cua tay ra phía sau nhưng chỉ chạm vào một khoảng trống tuấn thở dài tự nhủ vì đã bị ám ảnh những cái sự việc đó mà giờ cảm thấy điều gì bất thường đều trở nên lo sợ đang lúc tuấn suy nghĩ mông lung thì bộp một tiếng đã vang lên làm chiếc kính chiếu hậu bị lệch sang một bên. Tuấn quay lại nhìn thì ra là một con quạ không biết từ đâu đã xuất hiện va phải. Tuấn thầm trời may mà không có mất lái, không thì kiểu gì mà chẳng tai nạn. Tay phải giữ tay lái, tay trái thì Tuấn bẻ lại kính chiếu hậu cho ngay ngắn. Nhưng mà khi chiếc kính được bẻ lại đúng với vị trí ban đầu thì Tuấn đã hoảng sợ khi nhìn thấy phía sau yên xe của mình đang có một cô gái đang ngồi và không ai khác đó chính là cô gái áo trắng với mái tóc dài đã ám ảnh Tuấn trong thời gian vừa qua. Tuấn hét lên rồi không làm chủ được tay lái nữa. Chiếc xe chỉ loạn troạn như sắp ngã rồi tiếng còi xe chói tai vang lên từ phía sau. Sau đó Tuấn chỉ nghe một tiếng rầm, đôi mắt hoa lên rồi nhanh chóng ngất xỉu đi. Khi Tuấn tỉnh lại, anh đã thấy mình nằm ở trong bệnh viện, đầu vẫn còn đau nhức do chịu lực va đập mạnh. Chán đã được bác sĩ băng bó một cách cẩn thận, còn chân trái thì đã được nẹp do gãy xương. Ngồi bên trên giường là Kiên đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Thấy Tuấn tỉnh dậy, Kiên đã vội vàng nói: "Đừng cử động, sức khỏe chưa ổn định, em cứ nằm yên đi." Tuấn đảo mắt xung quanh phòng một lượt, chỉ thấy mình và một bệnh nhân nữa anh nhăn mặt vì cơn đau rồi nhìn Kiên hỏi: à, "Sao em lại ở đây vậy?" Kiên lấy thêm chiếc gối nhỏ kê đầu cho Tuấn cao lên rồi nói: "Em không có nhớ gì nữa thật sao? Đêm qua em đã bị xe tải đâm vào, may mà tài xế đã phanh gấp kịp thời, không thì xong đời rồi đấy, không biết đi đứng kiểu gì nữa." Tuấn mơ hồ nhớ lại rồi hỏi: "Nhưng sao anh biết em bị tai nạn mà đến à?" "Em bảo qua nhà anh ngủ nhờ." anh chờ mãi không thấy nên gọi lại ai ngờ người bắt máy là người tài xế xe tải nói với anh là em đã bị tai nạn nên anh đã vội vàng chạy qua mà anh hỏi đi đứng cái kiểu gì mà xảy ra cơ sự như thế này chứ nghe kiên hỏi tuấn chợt nhớ lại sự việc đêm ngày hôm qua bóng của cô gái đó vẫn còn ám ảnh tuấn khiến cho anh đến giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy hãi hùng tuấn định mở miệng nói nhưng rồi lại thôi kiên thấy vậy thì nghĩ tuấn còn mệt nên không gặng hỏi mà nhẹ giọng nói có gì rồi thì hãy nói sau đi anh gọi điện nói với hiếu rồi hai đứa nó lo lắng cho em lắm đấy nhờ anh qua chăm sóc em nhân viên bên trung tâm cũng biết tình hình của em rồi nhưng cứ yên tâm mà dưỡng sức cho khỏe em đừng có lo lắng gì nhiều nhé ờ nhưng mà em sao thế có gì muốn nói thì để khỏe rồi hãy tính trước cái vẻ lưỡng lự như định nói điều gì đó của tuấn kiên đành phải khuyên nhủ Em có chuyện này nhất định phải nói với anh bây giờ Tuấn nhớ lại lời khuyên của ông lão lúc rời nhà đi Phải biết sám hối cho tội lỗi của mình Giờ đây Tuấn quyết định sẽ nói ra tất cả mọi thứ đối với Kiên Dù biết rằng bây giờ có ăn năn vì tội lỗi của mình thì cũng đã quá muộn màng Sự hối hận, sự sám hối thế nào đi chăng nữa Thì cũng không thể giải thoát được khỏi vong hồn đang đeo bám Tuấn nói với cái giọng kiên quyết khiến cho Kiên cảm thấy được câu chuyện sắp tới mang cái tính chất nghiêm trọng ờ, được rồi em nói đi xem nào kiên khoanh tay trước ngực tựa lưng vào ghế nhìn Tuấn và chờ đợi Tuấn nhờ Kiên rót cho một cốc nước lọc rồi hít một hơi thật sâu một hơi bắt đầu kể lại anh biết khi nói ra tội lỗi hai năm trước thì dù có thoát khỏi vong hồn đeo bám anh cũng phải chịu tội trước pháp luật tuấn nhắm mắt hồi tưởng rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc từ hôm khai trương đến bây giờ lâu lâu anh lại liếc nhìn kiên xem phản ứng nhưng chỉ thấy kiên vẫn cứ tập trung lắng nghe lâu lâu thì nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc nhưng nhìn biểu cảm của tuấn anh biết tuấn sẽ không bịa chuyện mà đùa mình hơn nữa trong hoàn cảnh bây giờ tuấn không có lý do gì mà bịa chuyện được đêm ngày hôm qua em đã xảy ra tai nạn cũng vì cô ta Quá trình như thế nào thì em kể với anh rồi đấy. Tuấn nói với khuôn mặt sợ hãi. Uhm, không phải anh không phải tin tưởng em, nhưng mà chuyện này liên quan đến tâm linh quá nhiều, mà anh thì thực sự là không tin dị đoan. Em biết, em biết sẽ rất khó tin, nhưng mà đó là tất cả những gì mà em đã từng trải qua từ hôm đó đến bây giờ anh ạ. Thôi được rồi, cứ cho là điều em nói là sự thật đi. Vậy cô gái này là ai? vì cho là em bị vong hồn đó đeo bám thì cũng phải có chút liên hệ gì đó thì cô ta mới làm theo em như vậy được chứ có lẽ câu hỏi của kiên đã đánh đúng trọng điểm tuấn nét mặt bối rối rồi nói em sẽ cho anh biết tất cả mọi chuyện khỏe lại em sẽ ra cơ quan chức năng để đầu thú về tội ác của bọn em đã gây ra đầu thú ờ rốt cuộc là có chuyện gì vậy nét mặt của kiên đã nghiêm trọng lại nhìn tuấn lạnh tanh rồi hỏi anh có còn nhớ thằng tân với chuyện của người yêu nó mà bọn em đã kể trước đó nữa không có anh vẫn còn nhớ chính là người đã tự tử đó có đúng không kiên gật đầu nói dạ vâng đúng rồi ạ à. rồi chuyện người yêu của nó luôn chỉ trỏ kêu la về một cô gái lạ giờ em có thể khẳng định cô gái đó cũng chính là vong hồn cô gái mà em đã gặp còn thằng tân chắc chắn là nó cũng đã bị vong hồn đeo bám như em cho nên mới xảy ra cơ sự như vậy tuấn ảo não nói khoan đã việc ba đứa phạm tội lỗi gì lát kể cho anh nhưng người yêu của thằng tân cô ta đâu có liên quan tại sao lại bị như vậy chứ kiên giơ tay ra hiệu cho tuấn yên lặng rồi hỏi khi sự việc đó xảy ra ba đứa bọn em có quay phim lại sau người yêu của thằng tân xem được không biết thằng tân nó làm gì nhưng người yêu của nó bỏ qua và không khai báo tội ác này ra tất cả những người biết việc này chỉ có bốn người như em đã nói. Em đoán như vậy nên mới xảy ra chuyện như thế. Được rồi, không có suy đoán nữa. Giờ kể lại cho anh nghe toàn bộ sự việc của hai năm trước đã xảy ra như thế nào đi. Tuấn uống một hơi cạn sạch cốc nước, rồi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Kiên nghe. Trong quá trình tường thuật lại sự việc, Tuấn lộ vẻ ăn năn và hối hận từng lời kể của tuấn tái hiện lại tội ác của hai năm về trước trái ngược lại với tuấn lúc này kiên đang hết sức phẫn nộ đôi tay nắm chặt móng tay như cắm sâu vào da thịt khuôn mặt đỏ bừng vì sự giận dữ giờ tuấn mà không thương tích anh sẽ sẵn sàng cho ngay nắm đấm vào mặt khi tất cả mọi chuyện đã rõ ràng kiên đứng bật dậy rồi hét lớn trời đất chúng mày là lũ khốn khiếp nói ngay đi nói ngay tấm ảnh chúng mày đưa cho anh có phải là tấm ảnh của cô gái đó? Tuấn run rẩy không có nói gì, chỉ lặng lặng gật đầu, Kiên tức giận tung nắm đấm vào tường. Không khí yên lặng giữa hai người kéo dài được một lúc thì Tuấn đã lên tiếng. Trong túi quần của em có chìa khóa nhà em. Anh vào nhà em trong phòng em ở tầng 2 ấy. Dưới gầm giường có một chiếc ba lô đựng đồ dùng đã cũ, trong đó có một chiếc USB chứa toàn bộ tội lỗi của ba đứa bọn em trong đó em cũng sẽ nói thằng hiếu cùng nhau đi ra đầu thú kiên không nói gì đi qua móc trao quần áo của tuấn lấy chìa khóa kiên dơ lên trước mặt của tuấn không nói gì tuấn gật đầu kiên bước đi ra bên ngoài ra đến cửa kiên chợt dừng bước rồi quay lại nói tội ác luôn luôn là vết nhơ của xã hội mọi hành vi biện minh và che giấu tội ác chỉ làm nó thêm ghê tởm mà thôi anh cho hai đứa chúng mày hai ngày sắp xếp làm gì thì làm rồi cùng nhau ra đầu thú đi usb này anh sẽ kiểm tra rồi giao lại cho bên công an còn thằng hiếu em tự mà nói với nó đi kiên nói xong không chờ cho tuấn nói gì thêm anh bước nhanh ra bên ngoài rồi mất hút ở nơi cuối dãy hành lang Trong một quán cà phê, Kiên đang ngồi đăm chiêu cầm chiếc USB mới lấy bên nhà của Tuấn lật qua lật lại. Anh chán nản thở dài rồi cất nó vào trong túi. Trong đầu của anh lúc này là bao nhiêu thứ hỗn độn, thương xót, khổ tâm và cả sự căm phẫn. Chỉ trong vòng ấy hôm còn vui vẻ chúc tụng nhau khai trương, giờ thì đã trở nên như thế này. Kiên dựa lưng vào thành ghế lim dim mắt thì bất chợt điện thoại đã đổ chuông. Kiên nhìn qua thì thấy Mai gọi. Anh lưỡng lự một chút rồi cũng bắt máy. Alo, anh nghe đây. Anh Kiên à, anh có còn ở chỗ của anh Tuấn không? Em mới xuống xe, chuẩn bị qua đó luôn ạ. À. Ủa, thế còn thằng Hiếu đâu? Em về trước, anh Hiếu khoảng hai ngày nữa mới về. Ờ, à, em qua đó giúp nó đi. Anh cũng qua đó lúc sáng rồi. Dạ vâng, em chuẩn bị ít đồ rồi qua ngay ạ. À. Nói xong, Mai tắt máy, Kiên thầm nghĩ không tưởng tượng được mai sẽ ra sao khi biết được sự thực về tội ác đó kiên không dám nói với mai đành chờ hiếu trở về rồi sẽ nói rõ ràng mọi chuyện 23 giờ tại bệnh viện tuấn đang nằm trong phòng bệnh tuấn lúc này chỉ có hai bệnh nhân a à, trong phòng bệnh tuấn lúc này chỉ có hai bệnh nhân tuấn và một người nữa nằm cách đó một giường Tuấn hai hôm nay đều rất sợ bóng tối, sợ sự đơn độc. Đêm đến là anh cảm thấy ớn lạnh trong cơ thể. Sợ sự xuất hiện của cô gái đó nữa. Mai đến và đáp về từ lúc 19 giờ tối. May thay tối nay trong cả căn phòng, không chỉ có mình Tuấn mà còn có cả người khác nữa, nên cảm giác sợ hãi đã bớt đi được phần nào. Khoa chữa trị Tuấn nằm trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Mọi người đều chìm vào trong giấc ngủ say cả hành lang bên ngoài đều đã được tắt hết điện, chỉ còn chút có ánh sáng hắt vào lờ mờ ánh đèn của thành phố. Tuấn mơ màng chỉ vào trong giấc ngủ, khi cơ thể đã thấm cảm giác mệt mỏi, đang lim dim đôi mắt thì Tuấn nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó đang đi về phía ngoài hành lang. Tuấn giật mình lắp bắp: "Là, là cô ta, cô cô ta đang đến, cô ta đang đến." Tuấn cố tìm cách ngồi dậy nhưng chân của gã đã gãy cả cơ thể thì không còn sức lực được nữa tuấn cố gắng ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài hành lang qua cửa sổ tiếng bước chân đều đặn mỗi lúc một gần rồi tuấn kinh hãi khi thấy bóng của cô gái áo trắng đi ngang qua cánh cửa sổ nhỏ tiếng bước chân dừng lại rồi những tiếng cạch đã vang lên cánh cửa vào phòng bệnh của tuấn đã từ từ mở ra trong cái ánh đèn thành phố hắt vào dãy hành lang tối tăm Tuấn nhìn thấy cô gái áo trắng đang đứng trước cửa phòng bệnh nhìn mình nở một nụ cười quỷ dị. Cô gái từ từ nghiêng sang một bên, rồi dần dần vuông góc với cơ thể. Mái tóc dài của cô gái quét trên nền gạch từng bước, từng bước đã tiến lại gần với Tuấn. S xin cô, xin cô. Tuấn run lên bẩn bật, lắp bắp cầu xin vong hồn trước mặt. Đã đến lúc chúng mày phải nền đã đến lúc chúng mày phải đền tội rồi <laughs> Tiếng nói âm u vang lên trong đầu của Tuấn như vọng ra từ cõi ô minh vô tận Cả cơ thể Tuấn không tự chủ được Đôi tay từ từ đưa lên như có ai đó sai khiến Tuấn không thể tự điều khiển được bản thân của mình nữa Đôi tay của Tuấn đã tự bóp chặt lấy cổ của mình Rồi siết lại mỗi lúc một chặt hơn Đau Đau lắm có đúng không? hãy từ từ mà cảm nhận nỗi đau này cái nỗi đau mà chúng mày đã gây ra cho tao tiếng nói âm u đó vang lên liên tục trong đầu của Tuấn đôi tay của Tuấn tự bóp lấy cổ họng của mình mỗi lúc một siết chặt lại cho đến khi không còn chút hơi thở nào nữa Tuấn đã chết đôi mắt thì vẫn cứ mở trừng trừng nhìn vào trong cái khoảng không của căn phòng bệnh năm giờ sáng ngày hôm sau Kiên đang chìm trong giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên làm cho anh giật mình tỉnh giấc. Kiên ngáp một cái rõ dài rồi với tay lấy chiếc điện thoại. Một số lạ, anh bắt máy với giọng còn đang ngái ngủ. "Cho hỏi ai đấy ạ? À? Sao gọi vào lúc này vậy?" Đầu máy bên kia là một người phụ nữ. "Cho hỏi có phải là người nhà của anh Tuấn không ạ?" "Ờ, à, dạ vâng, đúng rồi. Ờ à, thế chị là Thưa Anh. Tôi là nhân viên trực hotline của bệnh viện anh tới đây ngay đi à bệnh nhân tuấn đã tự tử rồi cái gì kiên bật dậy khỏi giường rồi mặc vội bộ đồ phóng xe một mạch tới bệnh viện xác của tuấn đã được rời qua phòng khác trước căn phòng có khá đông người đang đứng ai cũng lộ vẻ hoang mang và sợ hãi ghé tay nhau thì thầm to nhỏ kiên chạy lại rồi thông báo là người nhà của tuấn sau khi đã được kể lại kiên mới biết tuấn được phát hiện đã chết từ một nhân viên thu dọn vệ sinh của bệnh viện chị ta kể lúc bật đèn thì tá hỏa khi thấy mắt của tuấn đã trợn ngược đôi bàn tay thì đã bóp chặt nơi cổ mình kiên nhìn sắc của tuấn anh cảm nhận được trước khi chết tuấn đã thấy điều gì sợ hãi lắm bước ra bên ngoài kiên mệt mỏi ngồi xuống ở hành lang lưng thì dựa vào tường anh bấm số gọi điện cho mai và hiếu để báo về cái chết của Tuấn. Một lúc sau, Kiên đã thấy Mai đã hối hả chạy đến từ phía xa. Nước mắt của cô lưng tròng nhìn Kiên như muốn hỏi đó không phải là sự thật có đúng không? Nhưng Kiên không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu xác nhận mà thôi. 16 giờ chiều ngày hôm đó, bố mẹ của Tuấn lên trăm con bị tai nạn cuối cùng đã phải gánh chịu cái nỗi đau lớn hơn mẹ tuấn ôm sắc của con mà gào khóc đến ngất đi và phải nhờ đến điều dưỡng của bệnh viện giúp đỡ hiếu cũng đã xin phép ngừng hợp đồng để về đưa tiễn người bản thân ba người là kiên hiếu và mai cùng theo xe đưa sắc tuấn về quê an táng cả một chặng đường dài không ai nói với ai một lời nào riêng kiên thì liếc nhìn hiếu không có mấy thiện cảm khi mọi việc đã xong xuôi ba người bắt xe trở lại thành phố cả ba người ngồi ba vị trí gần nhau. Mai tựa đầu vào vai của Hiếu ngủ do đã quá mệt mỏi. Kiên ngồi ghế phía sau nhìn lên Hiếu, khuôn mặt nhăn lại như đang phân vân điều gì đó. Rồi cuối cùng anh cũng đã lên tiếng, nhưng dường như sợ Mai nghe thấy. Kiên ghé sát tai của Hiếu, nói như chỉ để cho hai người nghe. Hiếu, tối mai 21 giờ gặp anh, có việc này anh cần phải nói với em. Hiếu nghe Kiên nói như vậy với cái vẻ nghiêm trọng thì cũng bất ngờ. Anh đưa tay nhẹ đỡ lấy Mai rồi quay xuống nói với anh Kiên. Chuyện gì gấp với anh? Gặp anh rồi khắc biết. Nhưng hiện tại anh sẽ không để cho Mai biết việc này. Kiên đáp gọn lòn một câu rồi khoanh tay nhắm mắt lại. Hiếu nghe Kiên nói như vậy thì có phần tò mò và cảm thấy bất an. Anh nhìn qua Mai rồi thầm nghĩ chuyện gì như vậy chứ? chuyện gì mà không thể để cho mai biết bây giờ hiếu vòng tay ra sau lay lay kiên với cái vẻ mặt lo lắng anh kiên anh kiên kiên không có phản ứng gì chỉ mở hé đôi mắt rồi nói đúng ra một cái tên na lan nói xong hai từ đó kiên nhắm mắt rồi tựa đầu vào thành xe chỉ riêng hiếu khi nghe đến cái tên này cơ thể đã bất giác run lên sự lo lắng dần hiện rõ trên khuôn mặt trong đầu hiện ra mọi suy đoán cho cuộc hẹn gặp ngày mai với kiên nhớ lại cuộc gọi của tuấn lúc trước hiếu bất giác nhớ ra điều gì đó rồi quay qua nhìn kiên một lần nữa anh lẩm bẩm ở trong miệng chẳng lẽ những gì thằng tuấn nói hôm đó là thật hay sao còn anh kiên anh ta đã biết những gì chứ không do mình lo xa quá mà thôi hiếu lẩm bẩm xong câu đó thì ngồi tựa vào thành xe nhìn ra ngoài cửa kính nhưng anh không biết mai đã tỉnh dậy từ lúc nào cô chỉ nhắm mắt tựa vào vai và nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện lúc nãy ngoài trời những hạt mưa lất phất bám vào thành kính che mở đi mọi thứ bên ngoài ngoại trừ sự thực 20 giờ 30 ngày hôm sau, đúng như lời hẹn với Kiên, Hiếu mở điện thoại ra đọc tin nhắn điểm hẹn, mặc đồ rồi vội vã dắt xe ra bên ngoài. Mai thấy Hiếu như thế thì tò mò hỏi: "Ơ, à, anh đi đâu vậy?" "Ờ, à, anh ra ngoài có chút việc, à, lát anh sẽ về ngay nhé." Hiếu nói xong thì leo lên xe phóng đi, cảm giác có điều gì đó không có ổn, từ cuộc nói chuyện hôm qua đối với Kiên đến giờ làm Hiếu bất an không thể chú tâm được vào việc gì. Vì nóng ruột, Hiếu phóng xe đi mà không để ý ở phía sau đang có một chiếc taxi bám theo, giữ một khoảng cách không có để mất dấu. Trong căn nhà của mình, Kiên đã chuẩn bị mọi đồ dùng cần thiết cho công việc vào ngày mai, rồi mở ba lô, lấy chiếc laptop, anh mở nguồn sẵn và rồi ngồi đợi Hiếu. Đúng 21 giờ, chiếc xe của Hiếu đã dừng ngay ở sân. Kiên không có nói gì chỉ vẫy tay bảo Hiếu vào rồi ra hiệu cho anh đóng cửa lại. Khi cánh cửa được che đi thì mọi thứ bên trong nhà từ trong chiếc taxi, một người ở trong đó bước ra và nhẹ nhàng đi vào nét bên ngoài lắng nghe mọi thứ trong đó. Trong nhà của Kiên, Hiếu uống xong ly trà nóng rồi thì ngồi yên lặng chờ Kiên lên tiếng. Không gian giữa hai người trở nên trầm mặc. Kiên không nói gì vì chỉ nhìn chăm chăm vào Hiếu như đánh giá gì đó rồi lấy trong túi ra một chiếc usb vừa trông thấy hiếu lập tức biến sắc khuôn mặt tái mét vì sợ hãi kiên đặt chiếc usb lên trên bàn rồi nói em nhận ra nó đúng không anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi giờ anh cần một lần xác nhận nữa từ em hiếu nghe kiên nói như vậy thì toát mồ hôi lạnh anh lắp bắt anh 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 nói gì em em không có hiểu ạ Kiên lúc này đã không còn kiềm chế được nữa. Anh đứng lên, túm lấy cổ áo của Hiếu, rồi tung nắm đấm vào mặt. Hiếu đau đớn đưa tay ôm lấy một bên má. Kiên chỉ thẳng tay vào mặt Hiếu rồi hét lớn. Đến giờ mà mày vẫn còn chối được hay sao? Trong USB này, tao đã xem hết cả rồi. Hai năm trước, hai năm trước, chính ba đứa chúng mày đã hấp diêm và giết chết cô gái tên Na Lan này có đúng hay không? Kiên nói xong, thì tiện tay ném tấm ảnh ra trước mặt của Hiếu. Người nghe lén bên ngoài lúc này dường như không dám tin những điều gì mình đã nghe thấy là thật. Vội vàng đưa tay lên bịt miệng để không phát ra tiếng. Hiếu cúi gằm mặt một hồi lâu rồi mới nói. Đúng, đúng, tất cả là sự thật. Em sẽ kể tất cả lại với anh. Lời xác nhận của Hiếu như một nhát dao chí mạng khiến người nghe lén bên ngoài đã suy sụp hoàn toàn. Tay bịt miệng, nhưng hai hàng nước mắt đã chảy tuôn ra. Từng tiếng nước nhỏ khẽ đã vang lên. Hai năm trước, bà đứa bọn em vì muốn tìm ý tưởng mới lạ, nên đã rủ nhau lên vùng núi dân tộc Tây Bắc để săn ảnh. Tại đó em đã vô tình quen được cô gái tên Na Lan. Cô gái đó khuôn mặt xinh xắn, ngây thơ và trong sáng. Và nhất là mái tóc đen dài làm cho em ngỏ ý muốn cô ấy làm mẫu ảnh chụp từ lúc đó bọn em đi chụp là cô ấy luôn đi theo cùng mỗi bức ảnh chụp ra từ con người đến phong cảnh đều mang cái nét đẹp thuần túy và chất phác nơi đây nên bọn em đã rất ưng ý dần dần em và na lan đã nảy sinh tình cảm và nhất là na lan càng lúc em càng cảm, cảm nhận được tình cảm của cô ấy đã dành cho em mỗi lúc một sâu đậm bọn em thường trốn hai người kia để hẹn gặp mặt rồi quan hệ thể xác nà lan thơ ngây trong sáng những lúc như vậy cô ấy thường bảo em nếu anh ruồng bỏ em thì dù anh có đi tới đâu thì em cũng sẽ theo đến đó cho đến một hôm lúc đó là buổi tối em đi ra ngoài về nơi ở tạm của ba đứa thì không thấy thằng tuấn và thằng tân đâu nữa nghĩ bọn nó đi dạo đâu đó nên em đã chạy qua nhà na lan nhưng khi em qua đó thì bà của cô ấy đã bảo thằng tuấn và thằng tân đã qua rủ cô ấy đi lên phía núi để dạo chơi lúc đó em cảm thấy bất an nên đã vội vã đi lên vì đường lên núi tối cho nên em vừa đi vừa phải tránh chướng ngại vật đi được một quãng thì em nhìn thấy có ánh đèn chớp chớp phía sau bụi cây em vội đi đến đó thì như anh đã biết trước mặt em là thằng Tuấn và thằng Tân đang thay nhau cưỡng hiếp Na Lan. Miệng của cô ấy đã bị bịt chặt, chỉ có thể dãy dụa khóc lóc trong bàn tay của hai đứa nó. Lúc em xuất hiện, Na Lan đã thấy em thì hướng ánh mắt kêu cứu. Nhưng em... em đã lại không làm gì mà chỉ có đứng nhìn. Thằng Tân và thằng Tuấn thì nhìn em cười khoái trá rồi vứt sang cho em chiếc máy ảnh quay phim. Rồi bảo em lưu lại giữ lại những cái khoảnh khắc ấy Em quả thực là rất ngu ngốc Khi vẫn không can thiệp Mà lặng lẽ đứng quay lại cảnh đó Nà Lan lúc đó đã tuyệt vọng Nên chỉ biết nằm yên Cho hai thằng đó dở cho đồi bạn Em vẫn nhớ như in Cái ánh mắt căm thù của cô ấy Khi nhìn ba đứa bọn em Khi mọi thứ đã xong xuôi Nà Lan quần áo đã bị xé tan nát Đang dùng những gì vương vãi đi Để che đi cái cơ thể Đang lõa lồ của mình Cái chết của Na Lan xảy ra là lúc thằng tân đang mặc quần áo thì cô ấy chạy lại ra sức cào cấu như muốn xả ra cái sự phẫn uất lúc này thằng tân tức giận nên xô mạnh cô ấy về phía sau rồi ngã xuống phần đầu cô ấy bị va phải cạnh tảng đá và chết luôn lúc ấy sau đó thì bọn em bọn, bọn em bọn em đã treo cổ cô ấy lên khốn kiếp kiên. kiên tức giận nện nắm đấm xuống dưới mặt bàn anh tiếp tục tra hỏi Mày yêu Na Lan Tại sao mày lại có thể đứng yên Để chuyện đó xảy ra như vậy được chứ ừ, em, em Thực ra chỉ là dục vọng của thể xác Khiến em muốn Muốn bên cô ấy Chứ thực ra em Em không hề có tình cảm Hiếu lắp bắp Một cái đấm như trời giáng nữa Hướng thẳng mặt của Hiếu mà đến Hiếu ngã ngửa ra phía sau Rồi chật vật đứng dậy Sau đêm hôm đó Bạn em đã rời khỏi nơi ấy bọn mày không sợ người ta phát hiện hay bắt giữ hay sao kiên mặt đỏ ngầu đang tra hỏi đến cùng bọn em có sợ nhưng thằng tân bảo vùng sâu vùng xa lại thưa thớt dân cư như vậy lạc hậu sẽ chẳng ai biết đâu lúc về thành phố em và thằng tuấn rất sợ sẽ bị phát hiện nhưng qua một thời gian dài mọi thứ vẫn cứ yên lặng nên dần dần bọn em không có để ý đến nữa kiên rút từ trong túi áo ra một thiết bị dài cỡ một gang tay rồi ấn nút ngắt đó là một chiếc máy ghi âm anh nói anh sẽ giao toàn bộ lời khai và chiếc usb này cho công an ngày mai mày phải ra công an đầu thú và trả giá cho tội lỗi của mình đã gây ra đi hiếu nghe nói vậy thì hoảng hốt quỳ xuống dưới chân của kiên mà khóc lóc van xin em xin anh em xin anh cho em một cơ hội để làm lại ạ à? cơ hội cơ hội vậy na lan mày có cho cô ấy cơ hội để làm lại hay không em xin anh em còn gia đình còn mai nếu hiếu chưa nói dứt câu thì cánh cửa đã được mở ra mai khuôn mặt ướt đẫm lệ và tuyệt vọng đang bước những bước đi không vững đi vào ánh mắt đầy sự thất vọng và hơn trách nhìn hiếu làm cho gã chỉ biết cúi gằm mặt sẽ chẳng có nếu gì cả tôi không ngờ tôi không ngờ tôi lại yêu một con người dối trá mặt người dạ thú như anh vậy đấy mai hét lớn chỉ tay thẳng mặt vào Hiếu rồi khóc lớn hơn. Cô ấy cũng là con người, cũng là phụ nữ, đáng để được yêu thương, trân trọng. Dù có là dân tộc thiểu số, dù có lạc hậu hay thiếu hiểu biết, thì các người cũng không có tư cách mà trà đạp lên nhân quyền của họ như vậy. Các người, các người nghĩ các người văn minh ư? Văn minh như các người, thì khác gì là quỷ giữ độ lốt người chứ? Khuẩn khốn nạn! Mai vừa khóc, vừa nói trong từng tiếng nấc nghẹn ngào. Rồi đứa con của tôi sinh ra, tôi phải nói về bố nó là người như thế nào đây? Không, tôi sẽ nói con không có bố, vì tôi không có muốn nó biết về một người bố đốn mặt như anh." Mai nói xong thì gục xuống nền nhà rồi ôm mặt khóc nức nở. "Anh, anh có con rồi sao?" Hiếu vội vàng chạy lại quỳ xuống, định ôm lấy bụng Mai thì một cái tát như trời giáng hướng thẳng mặt của gã mà đến. "Anh cút đi!" mai khuôn mặt ướt đẫm lệ nhìn hiếu mà nói sự bi thương sự phẫn nộ sự tuyệt vọng giờ đây cô đát nếm trải người cô yêu nhất lại là người mà giờ cô hận nhất hiếu ngồi tựa vào thành ghế cúi mặt những giọt nước mắt muộn màng rơi trên nền gạch kiên lúc nãy chỉ biết ngồi nhìn mà không nói gì anh thấy tội nghiệp cho mai một cô gái tài năng nhanh nhẹn đang tuổi phát triển sự nghiệp mà gia đình lại phải chịu đựng cú sốc nặng nề như vậy vết thương lòng sẽ chẳng bao giờ phai được vì vết sẹo đã quá lớn anh kiên ngày mai em sẽ ra công an đầu thú có lẽ đây là những gì em cần phải làm để chuộc lại lỗi lầm mà em đã gây ra mai nói đúng em không xứng đáng để được làm bố nói xong hiếu quỳ gối nhích từng chút một tiến về phía của mai anh cúi đầu nói mai anh xin lỗi Anh xin lỗi vì tất cả Mai không có nói gì Vẫn cứ cúi mặt nấc lên từng tiếng Hiếu lặng lặng đứng dậy Rồi bước ra xe phóng đi Kiên cũng không có ngăn cản Có lẽ thời gian này Cần cho gái yên tĩnh để mà sám hối lại mọi việc Kiên bước đến đỡ Mai dậy Rồi nhẹ giọng nói Anh định khi nói chuyện với Hiếu xong Anh mới cho em biết Ai ngờ à sớm hay muộn thì vết thương vẫn sẽ chảy máu thôi anh ạ à. hôm trên xe em đã tỉnh rồi nên mới nghe được cuộc hẹn của anh chính vì vậy nên em mới đón taxi đi theo sau thảo nào thôi được rồi giờ để anh đưa em về không cần đâu anh ạ à. hiện tại em không muốn về lại căn nhà đó nó chỉ làm em thêm đau mà thôi không về thì em định đi đâu em bầu thì nên giữ sức khỏe chứ cảm ơn anh em thuê phòng ở tạm bên ngoài một đêm rồi mai tính tiếp vậy vậy thì anh yên tâm rồi mai nói xong rồi lảo đảo bước ra bên ngoài kiên định chạy qua đỡ nhưng cô đã ra hiệu không cần thiết vẫy tay taxi mai lặng lẽ rời khỏi đi nhìn bóng của mai rời đi kiên đã lắc đầu thở dài à, hy vọng sự kiên cường và mạnh mẽ có thể giúp cô ấy vượt qua được nỗi đau này Settings Settings 福irgas pec'h lor 23 giờ trong căn nhà của Hiếu. Không gian vắng lặng và thê lương như phản chiếu tâm trạng của chủ nhân của căn nhà. Trong một góc nhỏ, Hiếu ngồi tựa lưng vào tường, cả cơ thể như thả lỏng trên nền gạch. Anh tắt hết điện, chỉ bật duy nhất chiếc đèn bàn để suy nghĩ những gì và tất cả mọi chuyện. Suy nghĩ về những lời nói của Mai. Đúng, mình chỉ là một thằng khốn nạn. Mai, anh xin lỗi. Na Lạt, anh xin lỗi. Đang sám hối vì những gì đã xảy ra, thì Hiếu chợt nghe thấy có tiếng cười khúc khích của một cô gái. Kèm theo đó là tiếng bước chân chậm rãi ở phía ngoài hành lang. Hiếu bỗng giật mình nhớ lại những gì mà Tuấn đã kể với mình. Chẳng lẽ vong hồn của cô ấy là thật? Hiếu run run đứng dậy, tiến từng bước đến gần công tắc điện. Chưa kịp chạm tay vào công tắc, thì Hiếu đã cảm giác như từ cánh cửa sổ có ai đó đang nhìn mình qua khe hở hẹp. Một cảm giác lạnh phát đã chạy dọc sống lưng khiến cho Hiếu đứng yên không có dám nhúc nhích. Tiếng cười khúc khích đã lại vang lên, rồi trong tai của Hiếu vang lên tiếng nói quen thuộc nhưng giống như là thoát ra từ nơi xa xăm. Em trở về đón anh này. đi với em, đi với em nhé. Hiếu hét lên ngã vật ra nền nhà. Không, không, không Na Lan, anh, anh xin em chưa nói dứt câu một luồng gió lạnh rít lên thổi tung cánh cửa sổ Hiếu hốt hoảng nhìn qua thì gã đã rú lên kinh sợ bên ngoài cửa sổ là cô gái áo trắng hay chính xác hơn là vong hồn của Na Lan đang đứng nhìn gã nở nụ cười quỷ dị đi cùng em em tới để đón anh tiếng nói thâm u của vong hồn vang vọng lên trong đầu hiếu gã ôm lấy đầu gào lên như đang gánh chịu hình phạt đau đớn hiếu cố gắng với tay chạm lấy công tắc điện nhưng cử động dường như đã tê liệt giống như có thứ năng lực vô hình nào đó đang khống chế cơ thể của gã lại na lan anh xin em anh biết tội lỗi của mình rồi anh xin em anh hứa mình sẽ ra chịu đầu thú tiếng lắp bắp của hiếu vừa dứt thì tiếng cười khúc khích của cô đã lại vang lên. Em yêu anh, thì dù có là ma quỷ, em vẫn mãi yêu anh. Đi cùng em nhé. Cả cơ thể của Hiếu như có ai đó điều khiển, toàn thân của gã cứng đờ, không thể khống chế được hành động bị thúc ép cứ như thế bước từng bước, từng bước dọc phía bên ngoài. Thứ duy nhất bây giờ Hiếu có còn giữ lại được, đó chính là tiềm thức còn hành vi thì không còn là của chính mình nữa Bóng cô gái áo trắng Đã đi phía trước Hiếu nhẹ nhàng vẫy tay Hai bên cô ấy còn có hai bóng trắng khác nữa Hiếu kinh hãi Vì hai bóng trắng đó đã quá quen thuộc Chính là Tân và Tuấn Tân thì cổ đã bị gập sang một bên Mắt trợn trừng vô hồn Những giọt máu đỏ tươi thì vẫn cứ đang nhỏ xuống Không, không, anh xin em à Nà Lan, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt của Hiếu, ánh mắt khẩn khoản cầu xin, nhưng bây giờ mọi thứ đã quá muộn. Bước chân của Hiếu đã ra đến đường quốc lộ, từng ánh đèn xe tải cùng container chiếu sáng từ phía xa. "Nào, qua đây đi. Qua đây với em. Nào. Đi đi. Đi đi. Không, không, đừng mà." Hiếu cố gắng thoát khỏi sự khống chế, nhưng tất cả đều đã vô dụng. Tiếng còi xe container kêu lên liên hồi, nhưng Hiếu vẫn cứ bước đi như một kẻ mộng du, không có ý thức được việc gì nữa. Ngay sau đó là tiếng của người dân hô hoán cùng tài xế container đã chạy đến vây quanh Hiếu, nhưng tất cả đã quá muộn. Gã đã chết, cơ thể bị chiếc xe tông gập, máu tai và đầu đã chảy ra ướt thấm cả khuôn mặt. Đôi mắt thì vẫn cứ mở trừng trừng hiện rõ cái sự sợ hãi và đau đớn tột cùng. Lúc Mai và Kiên nhận được cuộc gọi thông báo về Hiếu đã chết do tai nạn giao thông lúc nửa đêm, cả Mai và Kiên đều đã vội vàng chạy tới. Mai vừa nhìn thấy xác Hiếu thì lăn ra ngất xỉu. Trong hai ngày, cô gái này đã phải chịu đựng quá nhiều cú sốc, dù có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể trụ vững được. Thi thể của Hiếu được chuyển về cho gia đình an táng và lo hậu sự. Ba ngày sau đó, Kiên đến cơ quan công an trình báo toàn bộ sự việc, đồng thời giao lại máy ghi âm cùng chiếc USB của Tuấn. Một cuộc họp đã được mở ra và rất nhanh, cơ quan chức năng đã đến tận nơi, nhà của Na Lan để hoàn tất hồ sơ của vụ án. Tại căn nhà nhỏ thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi Tây Bắc, Mai đang đứng trước ban thờ đã cũ kỹ, thắp ba nén nhang, rồi cô lầm rầm khấn vái. Na Lan mong cô hãy yên nghỉ khi ba nén nhang đã được cắm vào chiếc lư hương nhỏ mai cúi đầu rồi bước ra ngoài cô tiến đến bên bà của na lan đang ngồi cột lại từng bó củi nhẹ nhàng nói dạ bà để cháu giúp ạ à? thôi tôi quen rồi cô lên thắp cho cháu nó nén nhang là tôi đã biết ơn lắm rồi nó mất cha mẹ từ nhỏ hai bà cháu nương tựa vào nhau để mà sống lay lắt qua ngày chỉ trách cho số của nó không được ông trời thương xót bà vừa nói vừa lấy tay gạt đi dòng nước mắt mai cũng quay mặt đi cô không muốn ai nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của cô lúc này đây lấy lại bình tĩnh mai quay sang nói với bà lão thưa bà từ nay hàng tuần cháu sẽ sắp xếp thời gian lên đây thăm bà mong bà hãy coi cháu như là cháu gái của mình trong quãng đời còn lại cháu sẽ chăm sóc cho bà nói xong mai cúi đầu rồi quay người rời đi ra đi đường mòn phía bên ngoài kiên đã đợi sẵn ở trong xe mai mở cửa bước vào trên khuôn mặt vẫn đang giữ lại cái nét thương cảm sâu sắc cô ấy quả thực là tội nghiệp trên đời này chẳng có ác quỷ chỉ có con người chúng ta tự bán mình cho quỷ dữ mà thôi Mai thở dài, dường như muốn buông bỏ đi áp lực trên người rồi nói. Em có biết tại sao anh lại được nhận vào làm phóng viên ảnh hay không? Kiên quay sang hỏi Mai. Em không biết. Sao vậy? Mai có chút tò mò vội hỏi. Anh đã cố gắng rất nhiều để được nhận vào làm phóng viên ảnh. Đó là ước mơ của anh. Đợt đó cuộc thi nhiếp ảnh về chủ đề tệ nạn xã hội. Bức ảnh mà anh giao cho họ chính là do thằng Hiếu và thằng Tân đã gửi cho anh chính là bức ảnh Na Lan đang lấy những mảnh vải không lành lặn che đi cơ thể của mình do đã bị cưỡng hiếp. Anh hỏi chúng lấy đâu ra vì bức ảnh đó đã quá chân thực từ ánh mắt đến cử chỉ trong đó đều rất thực mà không qua giàn dựng. Nhưng chúng chỉ nói là vô tình chụp được. Sau đó anh đã gửi đến tòa soạn và họ đã nhận anh vào làm việc. Từ đó công việc nhếp ảnh của anh mới thay đổi được như vậy. Ai ngờ, ai ngờ đằng sau đó lại là một tội ác không thể dung thứ được như vậy chứ kiên lắc đầu thở dài anh đừng có suy nghĩ nhiều dù gì anh cũng đã giúp na lan đưa sự thực này ra với công chúng hy vọng đó sẽ là lời cảnh tỉnh mai hiểu cảm giác của kiên lúc này thứ anh đạt được lại vô tình dẫm đến đau thương của người khác mà có dù gì đi chăng nữa thì việc kiên đưa sự thực này ra tới công chúng cũng đã giúp cho anh thanh thản được phần nào bây giờ em có dự định gì hay không trung tâm em đã cho toàn bộ nhân viên nghỉ tuyên bố đóng cửa em xin vào một trung tâm ảnh viện áo cưới ở lào cai để tiện qua thăm bà của na lan em muốn giúp đỡ bà ấy trong quãng đời còn lại kiên nghe mai nói xong thì gật đầu gương mặt toát lên cái vẻ tán thưởng một cô gái mạnh mẽ biết lẽ phải mai đặt tay lên bụng của mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve sau này em sẽ nuôi dạy nó nên người để nó không có phạm phải những sai lầm như bố nó đã từng gây ra kiên gật đầu rồi nổ máy xe rời đi chiếc xe di chuyển được một quãng đường bóng hình mờ ảo xuất hiện cái bóng đó không ai khác chính là vong hồn của na lan cô đứng nhìn chiếc xe khuất bóng nở một nụ cười rồi dần dần tan biến đi quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị chuyện được mang tựa đề âm hồn na lan của tác giả thanh nga cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em trong suốt hành trình hai tập vừa qua xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh hẹp chuyện ba